một ông lão ngư dân vô tình phát hiện có một chiếc quan tài trôi bồng bềnh trên biển. Ở bên trong có một người phụ nữ đã chết nhưng con trai cô ta thì vẫn còn sống. Thật kỳ diệu. Nhìn thấy đứa bé hoàn cảnh đáng thương nên lão ngư dân và vợ mình đã quyết định nuôi nấng đứa bé kháu khỉnh này. Thời gian thấm thoát trôi qua, cậu bé đã được 7 tuổi và có tên là Perseus. Đến khi trưởng thành, anh ta cũng theo nghiệp cha nuôi của mình, ngày đêm rong ruổi trên biển đi đánh cá. Gia đình lão ngư dân còn có thêm một người con gái xinh. Tuy nghèo nhưng Perseus cũng cảm thấy rất hạnh phúc. Ngày hôm nọ khi họ đến xứ Argos, thì nhìn thấy bức tượng thần Zeus cao sừng sững vô cùng uy nghiêm và dũng mãnh. Bất ngờ có một đám lính cố tình đập phá làm vỡ chân bức tượng khiến nó ngã xuống biển. Ngay lập tức dưới làn nước có những thứ gì đó đang bơi đến rất nhanh. Mây đen cũng từ từ che lấp bầu trời lại. Sau đó một đám rơi quỷ bay lên tàn sát bọn lính vì dám cả gan xúc phạm đến thần linh. Chỉ trong nháy mắt đã không còn một ai sống sót. Cả gia đình chứng kiến chuyện này mà vô cùng bàng hoàng kinh hãi. Bỗng dưng đám rơi quỷ tụ hợp lại rồi hóa thành vua địa ngục Hades. Nhìn thấy vẫn còn người sống sót, Hades liền lao xuống tấn công thuyền của lão ngư dân. May mắn Perseus đã thoát được, chỉ có gia đình lão ngư dân xui xẻo bị mắc kẹt bên trong thuyền. Nó từ từ chìm dần xuống đáy biển. Perseus vội vàng cố gắng cứu mọi người nhưng với sức lực người phàm thì không thể. Lão ngư dân cũng hiểu được điều này, nên bảo Perseus hãy tự cứu mình bơi lên nhanh đi con. Nhìn thấy một gia đình tốt bụng đã nuôi nấng mình khôn lớn phải chết, trong tuyệt vọng anh vô cùng đau khổ. Tất cả cũng tại gã ác thần Hades kia. Mối thù này ta quyết sẽ không đội trời chung với mày. Một lát sau, Perseus được đám lính quyết định dẫn anh đến hoàng cung. Khi đức vua Cepheus nghe tin tượng thần Zeus đã bị lật đổ thành công, mặc dù có thương vong nhưng xem như đây cũng là một chiến thắng của chúng ta trước thần linh. Kể từ nay vận mệnh của chúng ta sẽ do chúng ta làm chủ trên đỉnh Olympus. Lúc này thần Zeus cũng đang rất tức giận, chính mình đã tạo ra con người với tình yêu nhân ái thế mà chúng nó lại phản bội lại mình. Hades lập tức đến đây châm thêm dầu vào lửa. Nếu bọn phàm nhân đó đã hỗn xược như vậy thì xin em hãy cho phép anh dạy dỗ chúng một bài học thích đáng, đó chính là thả quái vật Kraken ra hủy diệt xứ Argos. Apollo liền nói lời can ngăn, vì thần linh chúng ta cần đến những lời cầu nguyện của con người thì sự bất tử mới trường tồn. Hades phản bác lại ý kiến của Apollo. Hắn nói rằng phương pháp của mình trước tiên sẽ làm cho con người sợ hãi tột độ. Khi lâm vào khốn cảnh thì bọn họ sẽ tự dưng cầu nguyện đến sự cứu rỗi của chúng ta. Vậy không phải là vẹn cả đôi đường hay sao? Nghe thấy cũng có lý nên Zeus đã đồng ý cho phép Hades đi trừng phạt con người. Trong khi đó đám hoàng gia vẫn còn đang tận hưởng niềm vui chiến thắng. Hoàng hậu quá phấn khích nên đã buông lời sảm ngôn. Bà ta cho rằng bây giờ những người hoàng thân quốc thích mới chính là thần. Điển hình như là con gái ta Andromeda. Sắc đẹp của nó đã làm cho nữ thần Aphrodite cũng phải ghen tị. Hoàng hậu vừa nói xong thì đột nhiên có những làn khói hắc ám bay vào cung điện. Chúng từ từ hội tụ lại, rồi tạo thành cơn lốc hút lấy bọn lính bay vào trong tan xương nát thịt. Mặc dù Perseus đang đứng ở gần đây nhưng anh chẳng hề bị ảnh hưởng gì cả. Sau đó cơn lốc từ từ tan đi rồi hóa thân thành Hades. Trông thấy Perseus vẫn còn sống sau vụ tấn công ở ngoài biển cho đến giờ khiến Hades rất ngạc nhiên. Tạm thời hắn bỏ qua cho anh mà bay đến hoàng hậu. Lúc này Hades mới tiết lộ thân phận mình là tử thần vua của địa ngục, khiến cho ai cũng thất kinh hồn vía mà quỳ xuống. Ôi chúa ơi, từ khi cha sinh mẹ đẻ cho đến giờ chưa có ai từng nhìn tận mắt vị ác thần này ngoài đời thực cả. Hắn ta chỉ chạm nhẹ vào hoàng hậu một cái thì bà ta liền bị lão hóa khô héo cho đến chết. Đây chính là cái tội dám cả gan sàm ngôn, tự xem mình sánh ngang với các vị thần. Trông thấy kẻ thù sát hại gia đình cha nuôi, Perseus định lao lên tử chiến, nhưng có một cô gái lạ mặt ngăn lại khuyên anh hãy bình tĩnh. Trước mặt bọn phàm nhân, Hades tuyên bố rằng trong 10 ngày nữa sẽ có nhật thực toàn phần, khi đó ta sẽ thả quái vật Kraken ra để hủy diệt xứ Argos này cùng với toàn thể dân chúng, bởi vì các ngươi đã dám xúc phạm đến tượng đài của Zeus. Nếu các ngươi muốn thoát khỏi tai kiếp này thì phải hiến tế công chúa Andromeda cho quái vật. Sự trừng phạt này là chủ ý của cha ruột của cậu đấy, Perseus. Nói xong, Hades lập tức biến đi mất. Đám lính bắt lấy Perseus rồi đánh đập vì nghi ngờ anh là nội gián của thần linh. Thế nhưng anh chẳng biết cái méo gì về thân phận của mình cả. Cha nội Hades chơi kỳ vậy ta. Tuy nhiên vua Cepheus thì tin những điều Hades nói là thật. Nếu cậu là con trai của Zeus thì chắc chắn sẽ có cách phá giải tai kiếp này. Cô gái lạ mặt đến thăm Perseus và tự xưng mình là nàng Lo. Từ lúc Perseus chào đời cho đến lớn, cô đều tận mắt dõi theo từ xa mà không rời bước. Chính vì vậy nàng Lo biết rất rõ thân phận của Perseus đích thực là một á thần. Câu chuyện này bắt nguồn từ vua Acrisius. Năm xưa ông ta đã dẫn theo quân đội của mình cố tình bao vây đỉnh Olympus tuyên chiến với các vị thần. Thay vì là thẳng tay tiêu diệt bọn phàm nhân, láo xược này thần Zeus lại chọn một cách trừng phạt khác tàn nhẫn hơn, đó chính là hóa thân thành vua Acrisius rồi chiếm đoạt con hào sữa ngọt nước của vị hoàng hậu tươi ngon mơn mởn. Ngay khi Acrisius vừa trở về thì Zeus liền bay đi. Quá tức giận vì đã bị cắm một cái sừng to đùng, Acrisius quyết định xử tử vợ mình cùng với đứa con của thần Zeus. Trước khi ném quan tài xuống biển, Acrisius còn phỉ báng thần Zeus là một kẻ háo sắc hèn hạ chuyên đi cướp vợ của người khác. Ông có ngon thì xuống đây đánh tay đôi với tôi.
Nghe thấy vậy, thần Zeus tức giận giáng xuống một đòn sấm sét ngay vào mặt Achilles, làm cho ông bị biến dạng. Hắn ta lập tức ném chiếc quan tài xuống biển. Diễn biến xảy ra trong cuộc đời anh là vậy đó Perseus, với sức mạnh của á thần chảy trong người, chỉ có anh mới có khả năng phá giải được tai kiếp này cho sư Argos. Hơn nữa là khi anh tiêu diệt được Kraken thì sức mạnh của Hades cũng sẽ bị suy yếu theo, bởi vì con quái vật đó được tạo ra từ một phần máu thịt của Hades. Nghe thấy vậy, Perseus mới thắc mắc là sao, chuyện gì cô cũng biết hết vậy? Bởi vì tôi đã sống mấy trăm năm rồi cậu trai trẻ ạ. Năm xưa cũng tại tôi đã từ chối tình yêu của một vị thần nên đã bị nguyền rủa bởi sự trẻ mãi không già. Ôi chúa ơi, lời nguyền gì mà sướng quá vậy. Perseus quyết định sẽ tham gia cùng quân lính tìm cách phá giải tai kiếp và chống lại gã Hades, trả thù cho gia đình cha nuôi. Thế nhưng trên đời này chỉ có các phù thủy Stygian mới biết cách tiêu diệt con quái vật Kraken, cho nên cả nhóm cũng đành phải mạo hiểm đi tìm các phù thủy trước. Lên đường cùng các chiến binh còn có hai người thợ săn quả cảm than Is và Dumbo. Bởi vì đây là lần đầu tiên Perseus nhập ngũ nên những chiến binh khác có hơi xem thường anh. Đội trưởng Draco gọi Perseus chỉ dạy cho anh cách chiến đấu. Vài chiêu đầu Perseus đã dễ dàng bị đánh ngã. Thế nhưng với tư chất hơn người, anh đã nhanh chóng nắm được cách dùng kiếm và phương thức di chuyển. Trong phút chốc đến cả đội trưởng cũng thảm bại dưới tay anh. Phía này thần Zeus cũng đã hay tin về chuyến hành trình của con trai mình đầy nguy hiểm từ miệng thần Hermes. Trong lòng lo lắng, ông bèn ném xuống khu rừng một thanh kiếm thần ban cho Perseus để tự vệ. Mặc dù biết đây là binh khí từ thiên đàng chém sắt như chém bùn, nhưng Perseus không cần, bởi vì anh chỉ muốn chiến đấu như những người bình thường. Trong khi đó, gã Hades cũng không dám trực tiếp giết chết Perseus vì sợ sẽ đắc tội với thần Zeus, cho nên hắn đã tìm đến vua Achilles và ban cho hắn sức mạnh bóng tối. Mục đích Hades là muốn lợi dụng Achilles để trừ khử Perseus. Sau khi thành công, ta sẽ tiêu diệt thần Zeus trả thù cho ngươi. Nghĩ đến mối hận bị cắm sừng năm xưa, Achilles lập tức đồng ý. Ngay lúc này, Perseus vô tình trông thấy một đàn ưng mã trắng. Bỗng dưng một con ưng mã đen to lớn bay xuống xua đuổi các con khác đi. Nàng Lo xuất hiện. Theo lời của nàng Lo thì đây cũng là thần thú mà bề trên ban tặng cho Perseus, tên của nó là Pegasus. Đột nhiên gã Achilles xuất hiện và ra tay xé xác một người lính. Nghe thấy tiếng la, Perseus liền chạy tới thì bị ăn một đạp của tên quái nhân. Tiếp theo đó, hắn nhanh nhẹn nhảy xuống rồi lách người qua cắn vào tay Perseus đau đớn. Draco và đồng đội nghe thấy tiếng la lập tức chạy đến bắn mũi tên giải vây cho Perseus. Sau đó cả đội lao tới cùng nhau tấn công. Thế nhưng gã quái nhân này đã có sức mạnh bóng tối trong người cho nên không ai địch lại nổi. Mục tiêu của hắn vẫn là muốn giết Perseus cho bằng được. Draco liền nhanh nhẹn chém đứt bàn tay tên quái nhân. Hắn ta đau đớn đành co chân mà bỏ chạy. Cả đội cũng quyết định đuổi theo truy bắt Achilles. Họ không biết rằng bàn tay tên quái nhân đang biến đổi, đến cả những giọt máu của hắn cũng hóa thành quái vật bọ cạp tấn công mọi người. Thừa cơ hội đó mà Achilles liền trốn thoát. Với thân hình to lớn và bộ giáp cứng như thép, con bọ cạp nhanh chóng đã chiếm thế áp đảo, khiến cho mọi người nhất thời không biết làm thế nào. Nàng Lo phía này cũng đến giúp mọi người một tay, sau đó bị một con lao đến tấn công bất ngờ. Nhân lúc quái vật không chú ý, đội trưởng Draco liền nhảy lên lưng nó, rồi đâm hai thanh kiếm xuống bộ giáp nhưng không có tác dụng. Anh lính bèn ném qua cho đội trưởng một cây giáo. Draco lập tức nhắm vào khe hở rồi đâm xuống mới giết được quái vật. Con bên này cũng bị hai người thợ săn phối hợp lại tiêu diệt rất dễ dàng. Bất ngờ con cuối cùng lao đến đè xuống người Perseus. Cả nhóm tưởng rằng anh đã chết, nhưng như thế thì hết phim rồi sao? Đang lúc mọi người vui mừng thì không biết ở đâu ra thêm bọ cạp lại xuất hiện, từ bốn phương tám hướng bao vây tất cả lại. Đúng lúc này có một nhóm Jin xuất hiện và thì thầm câu thần chú. Ai đang xem thì ấn like và đăng ký đi, thì tất cả đám bọ cạp đều bị khống chế. Mọi người cũng không biết Jin là thù hay là bạn. Trước mắt cả đội cứ dựng lều để nghỉ ngơi vì vết thương bị cắn của Perseus đang trở nặng. Nhân lúc không có ai, tộc trưởng Jin đã lẻn vào lều rồi liếu lều Perseus. À không, lấy ngọn lửa xanh đốt vào vết thương trên tay Perseus. Cả đội tưởng rằng gã này muốn ám sát anh nên cùng nhau vây bắt. Thế nhưng vài giây sau, vết thương của Perseus đã hoàn toàn hồi phục. Cũng may là Lo hiểu được ngôn ngữ của Jin. Trước đây bộ tộc này đã bị thần linh nguyền rủa, cho nên họ muốn tham gia với đội của Perseus để chống lại gã Hades. Tự dưng lại có thêm một thế lực tương trợ nên mọi người liền đồng ý. Những con bọ cạp giờ đây đã trở thành thú cưng làm phương tiện chuyên chở mọi người. Loài quái vật này còn có thể đi trên mọi địa hình. Lúc này tại quê nhà có một kẻ cuồng tín tà đạo đã kích động người dân rằng chỉ cần chúng ta hiến tế công chúa thì tất cả sẽ được sống. Đừng vì một mình cô ta mà cả xứ Argos này phải bị hủy diệt. Cũng bởi vì sinh tồn nên ai cũng nghe theo lời tên tà đạo. Trong khi đó, Perseus và đồng đội đã đến được khu vườn Stygian, nơi cư ngụ của các phù thủy nguy hiểm thích ăn thịt người. Khi cả nhóm đến ngôi đền thì trời cũng đã tối, ngửi thấy mùi con người ba mụ phù thủy liền xuất hiện. Bọn chúng không có mặt mũi mà chỉ nhìn đời bằng một con mắt. Đám phù thủy cũng biết mục đích mọi người đến đây là muốn hỏi cách tiêu diệt quái vật Kraken. Để đổi lấy thông tin này, các ngươi phải trả giá bằng ba mạng sống. Đám phù thủy vừa nói xong thì chúng liền tấn công mọi người dồn dập. Trong lúc hỗn loạn, Perseus liền nhanh tay cướp lấy con mắt, rồi dùng nó đe dọa bọn phù thủy. Mau nói cho ta biết làm thế nào mới tiêu diệt được quái vật Kraken.
nếu không tao sẽ thiêu hủy con mắt này. Quá kinh hãi, đám phù thủy liền nói ra là chỉ có một cách mà thôi, thế nhưng đây là điều không thể. Nếu muốn tiêu diệt Kraken thì chỉ có đôi mắt của quái xà Medusa mới làm được. Tất cả các sinh vật có máu thịt đều bị hóa đá khi nhìn vào đôi mắt của Medusa, vậy tức là ta phải lấy được đầu của Medusa. Đúng rồi đấy chàng trai thông minh, cô ta đang cư ngụ trong một ngôi đền đổ nát phía bên kia dòng sông địa ngục. Thế nhưng đám phù thủy lại nói ra một điều tiên tri làm cho mọi người phải lo lắng, đó là chuyến hành trình này cực kỳ hung hiểm và là một nhiệm vụ bất khả thi, cho nên các ngươi chắc chắn không thành công và Perseus sẽ mất mạng. Khi nghe thấy lời tiên tri này, dân tộc Dinh quyết định bỏ cuộc mà quay về quê hương. Hai người thợ săn cũng sợ phải đi đến địa ngục nên họ đành bỏ cuộc ở đây. Trước khi rời đi, họ đã tặng lại cho Perseus chiếc khiên làm từ giáp của quái vật bọ cạp, hy vọng anh sẽ được may mắn tai qua nạn khỏi. Giờ thì chỉ còn lại những người lính sứ Argos và tộc trưởng Dinh là quyết định sát cánh cùng Perseus mà không sợ cái chết. Lúc này thần Zeus mới lén gặp riêng Perseus và tiết lộ thân phận với anh. Đây là lần đầu tiên hai cha con gặp mặt nhau. Thần Zeus khuyên con trai hãy bỏ cuộc đi, vì không thể nào tiêu diệt được Kraken nói chi đến Hades. Cha đã dành một chỗ cho con trên đỉnh Olympus và sống ngang hàng với các vị thần. Thế nhưng Perseus lại từ chối, anh vẫn kiên quyết muốn là một người bình thường và nếu có chết thì cũng chết như một người bình thường. Thằng con này đúng là ương ngạnh giống hệt mình. Không còn cách nào, thần Zeus đành tặng cho Perseus một đồng tiền vàng và nói rằng lộ phí đi đến địa ngục đắt lắm đấy con trai ạ. Thế là cả nhóm bắt đầu lên đường không ngại gian khó, cuối cùng cũng đến được dòng sông Styx. Tuy nhiên Perseus lại không biết phải sử dụng đồng tiền vàng như thế nào, nên mang nó ra để cá cược xem có bơi qua hay không. Jin lập tức chụp lấy nó rồi ném xuống dòng sông. Ngay sau đó người lái đò Charon liền xuất hiện, ông ta đưa cả nhóm lên thuyền bắt đầu băng qua dòng sông. Lo kể rằng Medusa từng là người phụ nữ đẹp nhất đến mức quyến rũ được cả Poseidon. Bà ta chạy đến đền thờ Athena và nghĩ rằng nữ thần sẽ bảo vệ mình, nhưng không. Poseidon tóm được bà ta và Athena không hề giúp. Athena muốn rằng không ai còn ham muốn Medusa nữa, và cho Medusa khả năng sinh vật sống nào nhìn thấy mình đều hóa đá. Athena đã cho Medusa một niềm an ủi rằng bà ta sẽ không hại phụ nữ và chỉ đàn ông mới được vào đền, nhưng chưa ai có thể ra được, rồi an ủi giữ trưa. Lúc này nàng lo rủ Perseus vào trong thuyền làm này làm kia, lo chỉ dẫn cho Perseus phương pháp chiến đấu với Medusa, vì không thể nhìn thẳng vào mặt ả, nên chúng ta phải cố gắng tập trung để lắng nghe hơi thở và tiếng động từ cái đuôi của cô ta mà né đòn. Sau khi Perseus nắm được điều cốt lõi thì mọi người cũng đã đến địa ngục. Ngôi đền đổ nát phía trước chính là nơi cư ngụ của Medusa. Chỉ có đàn ông mới được vào nên nàng lo đành phải đứng bên ngoài chờ đợi. Trong này có rất nhiều nạn nhân đã chết trước đôi mắt của quái xà. Đột nhiên có một loạt mũi tên bắn tới làm cho Draco bị thương, Perseus và Jin cũng bị rơi xuống, nhưng anh đã kịp thời cắm thanh kiếm giữ lại vào khối đá. Medusa lẳng lặng bò đến hóa đá Isas mà đồng đội không biết. Eusebius hoảng loạn cầm kiếm chém tứ tung nhưng cũng đành chung số phận với Isas. Nghe thấy tiếng Perseus liền gắng sức hất Jin lên trên, thừa lúc Medusa không chú ý cả hai nhanh chân trốn vào một góc. Trước tình hình này Perseus nghĩ ra một phương án, đó là anh sẽ liều mạng chạy ra để dẫn dụ Medusa đuổi theo mình. Khi đến chỗ Jin đang phục kích, anh liền cúi người xuống. Thế nhưng Jin lại chém trượt vào tóc Medusa chứ không lấy được đầu của ả. Medusa phẫn nộ định dùng ánh mắt hóa đá Jin nhưng không có tác dụng, bởi vì thực thể này không hề có máu thịt. Ông ta cười lên một cái rồi tự làm nổ bản thân mình ấy, vậy mà Medusa vẫn không chết. Phía này đội trưởng Draco đã nhìn thấy hết mọi chuyện, ông bèn nhảy qua khối đá cố tình làm cho nó rơi xuống mình con rắn. Đau đớn Medusa tức giận quay người lại biến Draco thành tượng đá. Thừa cơ hội này Perseus bèn vớ lấy thanh kiếm và nhìn vào tấm khiêng phản chiếu. Sau đó anh nhắm mắt nhảy bật lên rồi chém một phát kết liễu Medusa. Cuối cùng anh cũng lấy được đầu của Medusa mang ra ngoài. Bất ngờ nàng lo bị Aegisthus đâm lén từ phía sau. Trông thấy vậy Perseus phẫn nộ lao tới giao chiến với tên quái nhân. Thế nhưng chỉ vài chiêu anh đã bị đánh văng đi cả chục mét. Perseus nhận ra vũ khí tầm thường không thể địch lại gã này. Thế là nghe theo lo, anh bèn nhặt lấy thanh kiếm thần, rồi lao tới tiếp tục giao chiến. Khi có thần binh trong tay, anh đã chiếm lấy thế thượng phong, áp đảo được đối phương, nhẹ nhàng lộn một vòng 360 độ rồi chém một nhát. Tiếp theo đó anh tung ra một đá đánh rơi vũ khí của đối phương, rồi đâm một nhát vào bụng kết liễu gã quái nhân. Perseus liền chạy qua xem nàng lo, nhưng cô khuyên anh hãy mau về Argos cứu người dân. Lúc này hiện tượng nhật thực toàn phần đã bắt đầu. Nói xong thì nàng lo tan biến rồi bay về thiên giới. Pegasus bỗng xuất hiện bay đến mau chóng đưa anh về. Lúc này dân chúng Argos đã nghe theo lời tên tà đạo mà bắt lấy công chúa đi hiến tế. Khi thời gian đến thì quái vật Kraken lập tức được thả ra từ sâu dưới đáy địa ngục. Kraken chỉ vung cái vòi của mình thôi cũng đã làm cho con người kinh hãi đến tột độ, đập nhẹ một cái cũng làm tan nát hàng trăm ngôi nhà. Đây đúng thật là một quái vật khủng khiếp nhất trong thần thoại Hy Lạp. Cùng lúc này trên đỉnh Olympus, gã Hades cũng bộc lộ bộ mặt thật của mình. Hắn ta đã lừa tất cả các vị thần để làm cho mình mạnh hơn, bởi vì những vị thần trên đỉnh Olympus này phải dựa vào sự cầu nguyện của con người mới duy trì được quyền năng bất tử.
Còn Hades thì khác, quyền năng bất tử của hắn lại dựa vào sự sợ hãi của con người càng sợ hãi thì hắn ta càng mạnh lên, cho nên giờ đây Hades đã vượt trội hơn cả thần Zeus tối cao. Từ nay ta sẽ thống trị thiên giới. Cuộc chiến vẫn chưa kết thúc đâu bởi vì con trai ta đang trở về. Nghe thấy vậy Hades lập tức xuống trần gian, rồi hóa thành nhiều dơ quỷ lao đến tấn công Perseus, mục đích là để cướp lấy cái đầu của Medusa. Quái vật Kraken khi này cũng đã trồi lên mặt nước lộ ra cơ thể cực kỳ khổng lồ và những xúc tu to lớn rất khủng khiếp. Perseus liền nhanh chóng đuổi theo đám dơ quỷ để lấy lại cái đầu Medusa. Người dân can đảm cũng trợ giúp anh một phần tiêu diệt bọn dơ quỷ. Đám bọ cạp được bộ tộc Vinh cũng tham chiến không để con nào thoát. Con đầu đàn luồn lách chạy trốn hướng khác, nhưng anh đã nhanh nhẹn nhảy theo tóm lấy nó rơi xuống đài hiến tế. Lúc này Kraken đang chuẩn bị tư thế há mồm ra nuốt lấy nàng công chúa. Perseus kịp thời chạy lên tế đàn hướng đôi mắt của Medusa thẳng đến Kraken. Ngay lập tức con quái vật từ từ bị hóa đá và vô cùng đau đớn. Sau đó từng phần cơ thể nó bị vỡ vụn rơi xuống biển. Tên tà đạo định lấy giáo giết công chúa nhưng đã bị vua Cepheus ngăn lại, nhưng bị hắn đâm chết, sau đó cánh tay đá rơi xuống đè cả hai. Andromeda cũng vì thế mà rơi xuống theo. Nhìn thấy thú cưng bị tiêu diệt, Hades mới hiện ra thách thức Perseus. Ngươi không làm gì được ta đâu bởi vì ta là bất tử. Perseus bèn lấy kiếm thần đón lấy tia sét của cha mình, rồi phóng thẳng đến Hades tiễn hắn về địa ngục tăm tối. Sau đó Perseus nhanh chóng nhảy xuống biển cứu công chúa Andromeda, rồi cả hai bị trôi giạt vào bờ biển. Ngựa thần bay đến gọi hai người dậy. Mọi chuyện kết thúc, cô ngỏ ý muốn Perseus làm chồng mình và cai trị vương quốc này. Thế nhưng vì là good boy, anh liền từ chối đề nghị này, của dâng đến mồm còn chê. Để tán thưởng cho chiến công của Perseus, thần Zeus đã hồi sinh nàng lo để cho anh từ từ mà nướng khoai với cô gái anh yêu thương. Khi nào đối sức thì nói cho cha sẽ đưa hai đứa lên thiên đàng mà hưởng lạc. Thế nhưng Perseus vẫn chọn cuộc sống của một người đánh cá. 14 năm sau, con trai của Perseus cũng đã lớn và có tên là Helios. Còn vợ anh nàng lo thì không may đã qua đời vì bệnh nặng. Nhưng không vì thế mà Perseus phải cầu xin từ người cha. Hai cha con cứ thế mà sống nương tựa lẫn nhau trong một làng chài ở ven biển. Mặc dù Helios đã lớn khôn, nhưng cậu vẫn chưa biết mình là con cháu của thần linh. Bởi vì Perseus chỉ muốn con trai mình sống như người bình thường mà thôi. Đêm đó thần Zeus tìm đến Perseus và nói rằng nhiều năm nay con người đã không còn tôn thờ và tín ngưỡng cầu nguyện đến thần linh nữa, cho nên quyền năng của ta đang dần dần bị suy yếu. Chính vì lẽ đó mà có một số quái vật từ địa ngục Tartarus đã thoát ra khỏi cái lồng. Nếu con người còn tiếp tục không tin vào thần linh thì ta sẽ mất hết quyền năng, khi đó sẽ không có ai kiềm chế được sự nổi dậy của Cronos, cha của ta và là vua của Titan. Lúc ấy ông ta sẽ hủy diệt cả thế giới này trở về thời hỗn mang, vì vậy cha cần sự giúp sức của con để ngăn chặn chuyện này xảy ra. Thế nhưng Perseus đã từ chối vì anh không muốn rời xa người con trai. Hơn nữa từ trước đến giờ anh chỉ muốn sống bình thường, không muốn dính dáng gì đến chuyện của thần linh. Nghe thấy vậy thần Zeus cũng tôn trọng quyết định của con trai mà rời đi. Ngay sau đó ông xuống địa ngục Tartarus hội họp với Poseidon và Hades nhằm mục đích gia cố lại bức tường Tartarus không để cho Titan Cronos thoát ra. Tham gia cùng bọn họ còn có thần chiến tranh As. Thần Zeus tưởng rằng Hades đã bỏ qua chuyện hiềm khích lúc trước mà đồng ý cùng mọi người hợp sức kiềm chế Cronos. Ai ngờ Hades đã cấu kết với bọn ác quỷ bất ngờ tấn công thần Zeus tới tấp. Poseidon cũng không kịp trở tay nên đã trúng phải một đòn cực mạnh nằm bất động. Càng bất ngờ hơn là sự phản bội của As. Hắn ta nhẫn tâm đánh gục cả cha mình là thần Zeus tối cao rồi cướp lấy gậy sấm sét. Hóa ra gã Hades và As sớm đã có âm mưu liên thủ với nhau để bắt thần Zeus. Mục đích của chúng là muốn dùng thần Zeus hiến tế cho Cronos để đổi lấy sự bất tử trường tồn. Khi đó thì bọn họ sẽ không cần đến sự tôn thờ của con người nữa. Đêm hôm đó Perseus bỗng dưng nằm mơ thấy vua Titan Cronos đang tàn sát loài người. Sức mạnh hủy diệt của vị thần thượng cổ này đúng thật là kinh thiên động địa. Hốt hoảng Perseus liền chạy lại che chở cho con mình, nhưng cuối cùng cũng bị tan thành mây khói. Cũng may đó chỉ là ác mộng chứ không phải sự thật. Khi trời sáng thì bọn quái vật đã thoát khỏi địa ngục Tartarus. Có một con tự dưng bay đến làng trài khiến cho người dân tò mò. Con quái vật bất ngờ tấn công tất cả người dân. Đây là một sinh vật có tên là Chimera. Nó có một đầu phun ra dầu và một đầu phun ra lửa. Phần đuôi lại là một con rắn độc cực kỳ dữ tợn. Thấy vậy Perseus lập tức hất cái bàn lên rồi lấy bộ áo giáp và thanh kiếm thần năm xưa. Anh vô cùng tức giận vì mình đã quy ẩn giang hồ rồi mà bọn quái vật này cũng không tha. Thừa lúc nó không chú ý, anh liền nhảy lên lưng nó rồi đâm một nhát. Chimera đau đớn hất anh văng xuống đất. Sau đó nó chuyển sang tấn công những dân làng không có sức chiến đấu. Helios cũng nhanh chân cố gắng chạy thoát thân. Tình huống nguy hiểm, Perseus liền khiêu khích con quái thú về phía mình để cho người dân được an toàn. Vô tình Chimera bị vướng vào một tấm lưới đánh cá và mang theo một cái mỏ neo. Nó bèn dùng hết sức lực nhảy bổ ra bên ngoài, nhưng không may một đầu đã bị mỏ neo ghim xuống đất. Perseus nhanh nhẹn dùng dây xích khóa lấy cái đầu còn lại rồi kéo mạnh. Chimera tức giận liền phun ra ngọn lửa, thì Perseus lanh trí buông tay ra làm cho quái thú bật cái đầu lại mà tự thiêu dụi chính mình. Đúng là trong chiến đấu chỉ dựa vào sức mạnh thì chưa chắc chiến thắng mà còn phải dựa vào trí khôn nữa.
Sau chuyện này Perseus mới nhớ lại những điều cha mình nói hôm trước, chẳng lẽ là vua Titan đang bắt đầu nổi dậy. Để tìm hiểu thực hư anh quyết định đi, đến đền thờ gần ngôi làng hỏi cha mình cho ra lẽ, sẵn tiện đây anh, cũng muốn Helios biết về thân phận mình là cháu nội của thần Zeus tối cao. Ai ngờ anh gọi mãi mà không thấy thần Zeus nhấc máy, bất ngờ Poseidon mới dùng chút sức lực cuối cùng chạy đến đây báo tin cho Perseus. Cha con đã bị Hades và thằng nghịch tử As giam cầm dưới địa ngục Tartarus, bọn chúng muốn dùng thần lực của cha con để giải thoát Cronos. Con phải mau chóng đi giải cứu cha mình mới có thể ngăn chặn được Cronos. Thế nhưng con chỉ là một bán thần thì làm sao mà đủ sức? Trước tiên con phải đến chỗ nữ hoàng Andromeda tìm sự trợ giúp của một người tên là Egnor. Nó chính là con trai của ta và cũng là một bán thần. Hai đứa phải đoàn kết lại và đi tìm vị thần bị lưu đày. Ông sẽ biết cách chỉ dẫn cho các con đường đi xuống địa ngục Tartarus. Hãy đưa cây đinh ba này cho Egnor và nó sẽ giúp các con định hướng được nơi cư ngụ của vị thần bị lưu đày. Nói xong thì Poseidon trở về với cát bụi. Perseus lập tức kêu gọi thần thú ưng mã Pegasus, rồi nhanh chóng bay đến doanh trại quân đội của nữ hoàng Andromeda. Nhìn thấy vị anh hùng đã từng tiêu diệt quái vật Kraken, toàn thể quân đội đều quỳ xuống, bày tỏ sự kính trọng, gặp lại anh nữ hoàng cũng rất đỗi vui mừng. Cô nói rằng mấy hôm nay quân đội bị thương vong rất nhiều bởi sự tấn công của Chimera. Perseus liền yêu cầu được gặp Egnor nhưng hắn đang bị giam giữ vì cái tội ăn trộm. Perseus báo hung tin cho Egnor rằng Poseidon đã chết, cậu đùa à, thần làm sao mà chết được chứ? Giờ thì có rồi đấy, thời thế bây giờ đã khác xưa rồi. Tất cả đều là âm mưu của Hades và As, bọn chúng muốn giải thoát cho vua Cronos. Để ngăn chặn chuyện này tôi cần anh giúp tôi đi tìm vị thần bị lưu đày, đổi lại tôi sẽ bảo nữ hoàng trả tự do cho anh và muốn gì, cũng có không cần phải đi trộm nữa. Nghe thấy vậy Egnor liền đồng ý, và bảo nữ hoàng hãy chuẩn bị một con thuyền nhanh nhất. Hôm sau bọn họ lập tức lên đường, sau đó Egnor lấy cây đinh ba của cha mình cắm xuống mũi thuyền, nó lập tức hướng con tàu chạy thẳng về phía mà vị thần bị lưu đày đang cư ngụ. Chỉ trong chốc lát mọi người đã đến được một nơi gọi là đảo hỗn loạn. Vừa lên bờ thì họ phát hiện khu rừng này rất âm u quỷ dị và có những chiếc lồng rất to treo lủng lẳng trên cây, dường như đây là một hệ thống dùng để bẫy thứ gì đó. Quả nhiên là mới đi được vài bước thì Egnor sơ ý dẫm phải một cái bẫy, tiếp theo đó cái lồng bị thứ gì đó kéo đi. Đang lúc mọi người ngơ ngác chưa kịp chuẩn bị thì một gốc cây to đùng lao tới, cũng may Perseus nhanh nhẹn cúi người xuống né tránh. Bất ngờ có một tên kích lắp khổng lồ một mắt xuất hiện tấn công nhóm người của nữ hoàng. Cô và nữ quân nhân nhanh nhẹn trốn xuống một lùm cây. Nữ quân nhân định cầu khấn thần As nhưng Andromeda liền ngăn lại. Phía này Perseus cũng gặp phải một gã to lớn cực kỳ hung bạo. Hắn ta liền tàn phá cả một hàng cây để truy bắt Perseus cho bằng được. Vô tình anh trông thấy một cái bẫy nên bèn nảy ra một ý tưởng. Khi tên kích lắp đập tay xuống thì anh liền chọc thanh kiếm lên chống đỡ làm cho hắn đau đớn. Hai người lính cũng liền chạy tới hỗ trợ Perseus trói buộc đôi tay tên kích lắp. Nghe thấy tiếng cầu cứu của đồng bọn, gã bên này đành tạm thời bỏ qua cho nữ hoàng mà chạy đi tiếp ứng. Trong khi đó tên kích lắp đã vùng vẫy phá được dây trói. Perseus nhanh nhẹn đập xuống cái bẫy làm cho khúc gỗ đập vào đầu tên kích lắp ngã lăn ra đất. Đúng lúc này gã khổng lồ còn lại liền lao tới định tấn công Perseus, nhưng tộc trưởng đã ngăn lại, trên tay ông ta còn mang theo Egnor. Tưởng rằng đám khổng lồ muốn giao chiến nên Perseus liền kích hoạt cây đinh ba để phòng thủ. Ai ngờ vừa nhìn thấy thần khí thì bọn kích lắp tỏ thái độ rất cung kính. Thì gia tộc khổng lồ này ngày xưa đã từng được thần Poseidon cưu mang, họ cũng không dám làm khó nhóm người Perseus nữa, mà sẵn sàng dẫn mọi người đi đến gặp vị thần bị lưu đày. Người này không ai khác đó chính là Hephaestus. Perseus kể hết mọi chuyện về sự nổi dậy của vua Cronos. Anh mong Hephaestus sẽ giúp đỡ và chỉ dẫn cho mọi người con đường đến Tartarus giải cứu thần Zeus. Nghe nói, vào thời hỗn mang, Hephaestus chính là người đã rèn ra cây đinh ba của Poseidon, gậy sấm sét của Zeus và cây giáo hai mũi của Hades. Khi ba loại thần khí này kết hợp thì sẽ có thể tiêu diệt được vua Cronos. Đúng thật là có chuyện này, ngay cả nhà tù Tartarus cũng là do Hephaestus thiết kế và xây dựng lên, như một mê cung. Thông thường thì con người không thể nào vào được Tartarus. Thế nhưng ngày xưa Hephaestus đã chừa sẵn một con đường bí mật, có thể đưa mọi người đến tận trung tâm của Tartarus. Ngay sau đó nhờ thiết bị GPS họ đã đến được cánh cửa. Đột nhiên thần chiến tranh As bay đến đây, điều này làm cho ai cũng ngạc nhiên làm sao hắn lại biết được hành tung của mọi người. Hóa ra là do nữ quân nhân đã cầu nguyện nên người chết trước sẽ là cô. Sau đó As thẳng tay hạ sát những người khác một cách tàn khốc và vô cảm. Egnor liền lao đến ngăn cản As nhưng không đủ sức, đến cả Perseus cũng không làm tổn thương được As. Tuy chúng ta có cùng huyết thống, nhưng sức mạnh của ngươi làm sao bì được với ta chứ thằng em phàm tục. Lúc này Hephaestus đã mở được cánh cửa, thế nhưng nó sẽ tự đóng lại trong một phút. Hephaestus bèn dùng cây trượng của mình để tạm thời ngăn lại. Nhìn thấy thần chiến tranh đánh bật Andromeda ra, Hephaestus liều mạng chạy tới khiêu khích kìm chân As giúp cho cả ba người còn lại có thời gian chạy vào trong cánh cửa trước khi nó đóng lại. Đối mặt với mê cung Tartarus, ba người không biết phải đi đường nào. Hephaestus thì đã bị As thẳng tay tiễn về cực lạc nên không còn ai hướng dẫn.
Bỗng dưng các bức tường trong mê cung tự động di chuyển che kín các lối đi, ba người hốt hoảng liền vắt chân lên cổ chạy nếu không sẽ bị kẹt lại. Thế nhưng vừa chạy được một đoạn thì bọn họ bị rơi sâu xuống tầng dưới. Tiếp theo đó bức tường hai bên di chuyển tới kẹp Andra Murder vào giữa. Perseus và Eggnor liền cố gắng dùng sức mạnh để đưa nữ hoàng thoát ra ngoài. Không may Perseus bị rơi xuống bên dưới. Bỗng dưng Helios lại xuất hiện ở đây khiến cho anh ngớ người, chắc chắn nó không phải là thật. Bất ngờ con quái vật đầu bò Toro từ đâu xông ra tấn công Perseus tới tấp, trong nhất thời anh đã không kịp trở tay. Thế nhưng sau khi bị ăn đòn anh đã nắm được phương thức di chuyển của Toro, rồi đẩy nó ghim đầu vào bức tường. Sau đó anh đập gãy một cái sừng của quái vật, rồi dùng nó làm vũ khí chọc tiết Toro. Lúc này Andra Murder và Eggnor mới chạy đến, thì trước mặt đã hiện ra khung cảnh ở địa ngục Tartarus. Trong khi đó thần Zeus đã bị Cronos hấp thụ đến mức sức mạnh gần cạn kiệt. Ông xin lỗi Hades vì năm xưa đã lừa Hades phải cai quản địa ngục tăm tối. Nếu như có cơ hội lần thứ hai, thì Zeus sẽ cho phép em trai cùng mình cai trị đỉnh Olympus. Nghe thấy vậy Hades liền cảm động định giải thoát cho thần Zeus, nhưng bất ngờ bị tên As đánh lén. As định dùng gậy sét giết Hades nhưng Zeus điều khiển gậy sét không cho phép điều đó. Hades lợi dụng As không để ý liền phản kháng, sau đó bèn liều mình ôm lấy As rơi xuống bờ vực bên dưới. Lúc này ba người mới chạy đến, Perseus liền dùng cây đinh ba cố gắng giải thoát cho cha mình. Không may As đã kịp trở lại đánh ngã Eggnor sang một bên, sau đó Andra Murder cũng bị đánh bay cùng với Perseus sang một bên. Lúc này Hades xuất hiện từ phía sau kìm chế tên As lại, thừa cơ hội ba người liền đưa thần Zeus nhanh chân chạy thoát thân. As vùng dậy lấy dao đâm Hades rồi cướp lấy thần khí của Hades phóng thẳng đến thần Zeus. Zeus lập tức kết hợp vũ khí của Hades và cây đinh ba tạo ra phép dịch chuyển tức thời đưa tất cả lên trần gian an toàn. Cronos thức tỉnh bắt đầu phá tan địa ngục Tartarus, nơi này sắp sửa sụp đổ nên As cũng liền rời đi bỏ Hades ở lại. Ba người phía này cũng đã đưa thần Zeus về doanh trại, thế nhưng ông ấy giờ đây chỉ là một ngọn đèn đã cạn dầu. Ông bảo Perseus nhất quyết phải lấy lại được gậy sấm sét để kết hợp với hai thần khí còn lại, khi đó chúng sẽ tạo ra một ngọn giáo chi âm mới tiêu diệt được Cronos. Không còn cách nào, Perseus đành phải truyền âm đến As thách đấu với hắn tại đền thờ đổ nát để xem ai mới là người mạnh hơn. Với bản tính kiêu ngạo, As lập tức đồng ý ngay. Ai ngờ khi Perseus vừa đến nơi thì đã thấy As bắt giữ con trai mình. Cũng may là As chỉ muốn cậu bé chứng kiến trận đấu này, chứ không phải là muốn hại cậu bé. Phía này quân đội cũng đã chuẩn bị tư thế sẵn sàng chiến đấu. Eggnor cũng trực tiếp lãnh đạo một nhóm lính thoa lên người đầy bùn đất để không bị bỏng. Cronos cũng đã lên nhân gian hắn, ta vung tới hàng loạt quả cầu lửa chính là ác quỷ Titan. Chúng xông tới tấn công quân đội con người tới tấp, thực thể này dũng mãnh phi thường, với hai đầu bốn tay có sức chiến đấu cực kỳ đáng sợ. Tuy nhiên dưới sự lãnh đạo của nữ hoàng Andra Murder, quân đội con người vẫn can đảm chiến đấu quyết không lùi. Hàng loạt pháo đá lửa được bắn về phía đám Titan. Chúng vẫn có khả năng vượt qua hàng rào tấn công quân lính. Lúc không ai chú ý, Hades bèn lén vào lều trại gặp Zeus. Ông ta nói rằng mình đã tha thứ cho việc làm của Zeus năm xưa. Sau đó Hades tình nguyện truyền một nửa sức mạnh của mình cho thần Zeus trẻ lại 10.000 tuổi. Mọi hiểm khích giờ đây đã được xóa bỏ. Hai anh em lập tức ra bên ngoài giúp con người tiêu diệt bọn ác quỷ. Nhìn thấy hai thằng con hại mình năm xưa, Cronos tức giận vung cánh tay một cái, đã phá hủy cả một ngôi làng gần đó. Thần Zeus bèn vận công tạo ra năng lượng sấm sét cực mạnh rồi trưởng tới Cronos. Ấy vậy mà hắn ta chỉ bị khuỵu xuống một chút mà thôi. Hai anh em liền hợp lực khi triển sức mạnh bóng tối và sức mạnh sấm sét cùng nhau trưởng tới Cronos. Không ngờ đòn này cũng chỉ làm Cronos nghiêng người một chút xíu. Hắn ta phẫn nộ dồn hết một phần công lực đấm xuống đất, tạo ra sát khí khủng khiếp lan tỏa đến hai anh em. Vì muốn bảo vệ Hades, thần Zeus đã đứng ra một mình gánh chịu nên bị văng vào khối đá trọng thương. Cùng lúc này Perseus và As cũng đang giao đấu rất kịch liệt. Tuy nhiên As là một vị thần thuần huyết, kỹ năng chiến đấu cũng đã được tích lũy hàng vạn năm, cho nên Perseus không thể nào xứng tầm đấu ngang ngửa với As được. Helios thấy cha mình bị ăn hành ngập mặt liền cầm kiếm chạy ra xin ăn ké. Điều này làm cho As cảm thấy rất tủi nhục, bởi vì tình cảm cha con giữa thần Zeus và hắn từ xưa đến giờ vô cùng là nhợt nhạt. Chính vì vậy nên As cực kỳ ghen tị với Perseus. Thừa cơ hội đối thủ không chú ý, Perseus liền nhảy lên vai As, rồi lấy con dao gầm đâm một nhát. Tiếp theo đó anh đoạt lại gậy sấm sét thẳng tay tiễn người anh trai kiêu ngạo này trở về với cát bụi. Giờ đây cả ba loại thần khí đã được gom đủ, Perseus nhanh nhẹn kết hợp chúng lại thành một ngọn giáo chi âm mạnh nhất vũ trụ. Sau đó anh lập tức cưỡi thần thú Pegasus bay về doanh trại đối đầu với Cronos tối thượng. Cả hai vô cùng uyển chuyển né tránh dung nham có sức nóng hủy diệt. Perseus canh chuẩn thời gian lúc Cronos điên cuồng há cái miệng ra gầm rú, anh liền lái thần thú bay thẳng vào miệng chui xuống bụng rồi ném cây giáo chi am tới nội tạng. Được thì ăn cả, ngã thì ăn nhang. Cronos không chịu nổi mà nổ tung tan xác. May mắn là Perseus vẫn không hề hấn gì mà hiên ngang bay về doanh trại. Nữ hoàng và quân đội vô cùng vui sướng ăn mừng sự chiến thắng của Perseus. Anh muốn đoàn tụ với cha mình nhưng thần Zeus đã sức cùng lực kiệt. Ông rất hãnh diện và cảm ơn người con trai đã đem lại sự bình yên cho vũ trụ. Nói xong thì thần Zeus trở về với cát bụi. Quyền năng của Hades giờ đây cũng không còn.
từ nay về sau ông chính thức trở thành một phàm nhân bình thường. Cuối cùng Perseus cũng nối lại duyên xưa với nữ hoàng Andromeda. Bộ phim đến đây là hết. Nếu bạn thích review phim nào thì để dưới bình luận nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.